Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Có thể là anh em đã quá quen thuộc với những kiểu mở hộp bằng dao, bằng kéo hoặc là bằng tay. Thế nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em một màn diễu võ dương oai kết hợp thể thao mạo hiểm có tên gọi mở hộp bằng katana. Vâng, và sau đây màn võ thuật xin phép được bắt đầu. Đây chính là chiếc hộp. Anh em có thể thấy, chỉ với một vài đường cơ bản, tôi đã có thể mở hộp mà không cần phải động tay vào. Thôi, biểu diễn như thế đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nhân vật chính nhé. Anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi! Vậy thì đây chính là chiếc Oppo A93, nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Và thực ra thì cái máy này đã được ra mắt từ cách đây là khoảng một tuần rồi. Thế nhưng mà có một cái ý kiến mà anh em nói với mình rất nhiều. Đó chính là cái máy này nó rất giống với lại chiếc iPhone 12. Vậy thì đây là chiếc iPhone 12. Anh em có thấy giống không ạ? Cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là nó không giống. Vậy thì có thể là anh em thấy nó giống cũng khá là dễ hiểu thôi. Tại vì rất có thể là anh em đã nhầm với lại chiếc iPhone 12 về cái hình ảnh leak, về cái hình ảnh render từ cách đây khoảng độ đầu năm. Và cái lúc đó thì chiếc iPhone 12 của chúng ta cũng sẽ có cụm camera với cách sắp xếp nó như thế này, giống với lại hình cái bếp ga, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phần đấy sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về cái phần đầu tiên, đó chính là về phần thiết kế. Về cái phần thiết kế thì đây chúng ta đang có một cái màu sắc là màu trắng, nó là trắng tinh. Xin lỗi anh em, đây là màu trắng sành điệu tới từ Oppo. Và nó sẽ có một cái thiết kế mặt lưng, như mình đã nói ban nãy, là theo cái kiểu là cụm camera hình vuông, 4 camera như thế này. Và nhìn chung thì mình thấy rằng cái cảm giác đầu tiên của mình khi mà mình cầm nắm trên tay cái máy này ấy, đó chính là nó rất mỏng, nó rất nhẹ. Và mình nghĩ rằng là nó sẽ rất phù hợp đối với các chị em phụ nữ. Các anh trai thì có lẽ là sẽ muốn có cho mình một cái điện thoại nó cơ bắp hơn, nhìn nó to hơn. Thế nhưng mà với cái máy này, anh em nhìn đi, trời ơi, nhìn nó rất là mỏng, những cái đường cong nó rất là sexy. Và mình nghĩ rằng các chị em phụ nữ thì sẽ hợp với lại cái kiểu thiết kế này hơn. Ở phía bên dưới này thì Oppo họ vẫn giữ cho chúng ta một cái cổng là Type-C, cùng với đó là jack cắm tai nghe 3.5mm. Ở phía bên cạnh phải sẽ là phím nguồn, và phía bên cạnh trái sẽ là phím tăng giảm âm lượng, đi kèm với nó là khe cắm SIM. Và ở trên này thì không có cái gì cả. Nhìn chung thì về cái điểm nhấn ở cái phần thiết kế, có lẽ anh em sẽ nhìn thấy rõ nhất, đó chính là về phần mặt lưng. Mặt lưng của chúng ta thì nó được làm từ nhựa. Tuy nhiên nó sẽ có một cái hiệu ứng ánh sáng, nhìn nó rất là đẹp như này. Và khi mà mình liếc qua, mình xoay trái, xoay phải, né trái đánh phải như thế này, thì anh em sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái màu sắc, ví dụ như là màu hồng, ví dụ như là màu cam, hoặc ví dụ như là màu hồng đấy, vân vân và vân vân. Nói chung là nhìn sẽ rất là đẹp. Và như mình đã nói ban nãy, cái màu này mà các chị em mà cầm nắm các thứ thì cứ phải gọi là thôi rồi. Cái phần tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về phần màn hình. Màn hình của máy thì đang có thiết kế theo cái kiểu là đục lỗ. Và nếu như mà anh em nhìn kỹ nhá, thì Oppo họ cũng đã rất là tinh tế, họ đã rất là chu đáo khi mà họ đã dán sẵn cho chúng ta một miếng dán màn hình. Thế nhưng mà mình thấy rằng là các anh em mua về là các em toàn bóc ra thôi. Nhưng mà không sao, đây cũng là một trong những cái biện pháp bảo vệ mà mình thấy rằng cũng khá cần thiết. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái màn hình thiết kế theo cái kiểu là đục lỗ, và nó sẽ đục viên con nhộng như thế này. Và điều đấy có nghĩa rằng chúng ta sẽ có hai camera phía trước thay vì là chỉ một. Màn hình của máy thì sẽ có kích thước là 6.4 inch. Cá nhân mình thì tay mình cũng khá là to, thế nên là mình thấy rằng cái kích thước này nó là vừa đủ. Thế nhưng mà đối với lại khá nhiều người, đặc biệt là đối với lại những người tay nhỏ, thì mình thấy rằng đây có thể là một kích thước nó vẫn khá là lớn. Đặc biệt là khi mà anh em xem phim cũng như là khi mà anh em chơi game, thì đây xin giới thiệu với anh em màn hình Full HD cộng, màn hình AMOLED luôn. Thế nên là anh em không cần phải lo những cái màu sắc, màu xanh, màu đỏ, tím này, tất cả mọi thứ thì đều sẽ nổi lên và nhìn nó rất là đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phần bếp ga ở phía đằng sau. Cái phần camera này, chúng ta sẽ có một cái cụm là 4 cam, với cam chính là 48 chấm, đi kèm với nó là một camera 8 megapixel. Đây là camera góc siêu rộng. Thì với cái camera này, có lẽ là anh em đã quá quen thuộc với lại cái kiểu của Oppo trong những cái năm gần đây. Đó chính là họ sẽ có một cái khả năng là tách màu, tách nền chủ thể đấy. Còn nhìn chung thì với cái camera của Oppo thì mình nghĩ rằng các chị em sẽ chú ý nhiều hơn tới gọi là camera selfie. Camera selfie của máy hiện tại thì đang có 2 cam, 16 chấm và 2 chấm. Và khi mà mình bật lên, đây anh em có thể thấy. Cá nhân mình thì với cái live view này thì mình thấy rằng là nó vẫn sẽ cà mặt cho chúng ta một chút.
Ở đây thì chúng ta sẽ còn có thêm cả chế độ làm đẹp này, các cái lớp filter màu sắc để cho các chị em có thể là selfie, tự sướng, sống ảo, vân vân và vân vân. Về cấu hình thì mình nghĩ rằng là cái phần này nó cũng sẽ phù hợp hơn với các chị em, đó chính là con chip Helio P95. Đi kèm với nó là 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Anh em có thể tải game, tải ứng dụng, gọi là tải ảnh các thứ nó thoải mái. 128GB thì mình nghĩ rằng là nó cũng mênh mông đấy. Đi kèm với nó là một viên pin là 4000 mAh. Và đặc biệt là cái con chip này thì nó sẽ hướng theo cái chiều là tiết kiệm pin, tiết kiệm gọi là dung lượng pin cho anh em, các chị em. Thế nên là mình nghĩ rằng với 4000 mAh thì cái máy này ít nhất là nó cũng phải trụ được, phải đến là hơn một ngày đấy. Thế thì như vậy thì đó là về chiếc Oppo A93 của chúng ta. Còn bên trong hộp thì chúng ta sẽ có gì đây? Ở phía bên trong hộp thì chúng ta thứ nhất là sẽ có củ sạc. Chúng ta sẽ còn có thêm cả một sợi cắt tai C. Và chúng ta sẽ còn có thêm cả tai nghe nữa. Đấy, rất là đầy đủ đúng không ạ? Tuy nhiên thì có một cái điều mà mình muốn lưu ý với lại anh em ấy, đó chính là cái củ sạc này thì nó sẽ không phải là công nghệ sạc nhanh của Oppo, mà nó sẽ là củ sạc nhanh 18W mà thôi. Rồi và như vậy trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ nhanh với anh em về chiếc Oppo A93. Đây là một cái sản phẩm của Oppo đã được ra mắt trong thời gian gần đây. Và có lẽ cái điểm nhấn đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào chiếc máy này, đó chính là về cái thiết kế mặt lưng. Nhiều anh em nói rằng nó rất giống với lại chiếc iPhone 12 đúng không ạ? Ý kiến của anh em thế nào thì anh em hãy comment ở phía bên dưới. Còn về cá nhân mình thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một cái sản phẩm tầm trung rất phù hợp với các chị em phụ nữ. Với một cái thiết kế nhỏ, gọn, tiện lợi, đi kèm với nó là bộ 4 camera, vân vân và vân vân. Và đặc biệt là đối với các chị em nào mà muốn có cho mình một cái thời lượng pin gọi là yên tâm thì anh em, các chị em có thể là lựa chọn chiếc máy này. Vậy thì anh em thì sao? Anh em có muốn mua cho chị nhà hay không? Cũng sắp 20 tháng 10 rồi. Anh em hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.